Tại sao nên mua bất động sản thời điểm này? Cơ hội giàu có đã đến ngay cái lúc mà tâm lý mọi người hoảng loạn, lo lắng, lo âu. Nhà nhà, người người thì bán rẻ, bán đổ, cắt lỗ, giảm giá bất động sản đi. Thì sẽ có một lượng người người ta ôm lại và người ta mua lại những cái tài sản này với cái giá cực kỳ rẻ. Nên là thời gian tới khi mà tâm lý mọi người, xã hội ổn định trở lại và người ta mới nhận ra, thì khi đó người ta bắt đầu đi mua, thì chắc chắn người ta phải mua bất động sản với cái giá cao hơn. Đấy chính là lý do mà người ta mới nói là gì? Người giàu á, thì lại càng ngày càng giàu hơn, còn những người nghèo á, càng ngày lại càng nghèo đi. Vậy thì hôm nay Hiển sẽ làm clip này chia sẻ cái quan điểm, chia sẻ góc nhìn của mình về cái việc là tại sao chúng ta nên đi mua bất động sản trong cái thời điểm này để trở nên giàu có hơn. Nếu như đây là cái lần đầu tiên bạn xem được video này, bạn xem được kênh này, thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn hình quả chuông á, để lần tới khi mình phát video ra, bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được video này với những thông tin hay nhất, sớm nhất và ý nghĩa nhất. Vậy thì cái lý do đầu tiên mà mình muốn nói đến là tại sao chúng ta nên đi mua bất động sản trong thời điểm này. Cái lý do đầu tiên đó là gì? Lúc này chúng ta thấy là xã hội hoảng loạn, ai cũng trong cái tâm lý hoang mang lo lắng, và đặc biệt cái đám đông lúc này là phần lớn mọi người, người ta chỉ nghĩ là thôi bây giờ phải bán rẻ, bán đổ, bán tháo đi, bán đi thì còn bán được, chứ thời gian tới làm sao mà có ai đi mua nữa, thì làm sao mà chúng ta có thể bán được, cũng như là không có khả năng gồng gánh lãi của ngân hàng được nữa. Nên bây giờ chỉ có cách là bằng mọi giá, bằng mọi cách phải bán đi. Mà trong khi ai cũng lo lắng, ai cũng hoang mang lo sợ, ai cũng đi bán, mà muốn bán được chỉ có một cách duy nhất là phải bán thật rẻ, rẻ hơn người khác thì chúng ta mới bán được. Nhưng ở phía bên kia và cái chiều hướng ngược lại, thì có một số người thì người ta đang âm thầm đi gom, đi mua, đi thu những cái bất động sản này. Và bạn nghĩ đi, sau khi mà người ta thu xong, người ta mua xong, thì xã hội và mọi chuyện truyền thông người ta mới phân tích thông tin ra và cho chúng ta thấy được rằng cái bất động sản và những cái thông tin đó thực tế trên thị trường nó là như thế nào. Nhưng mà khi mà đám đông, khi mọi người mà hiểu ra, thì khi mọi người bắt đầu đi mua thì ai cũng đi mua, thì chắc chắn chúng ta phải mua với giá cao. Chỉ với cách làm đơn giản này thôi mà người giàu, người ta đi mua bất động sản ngay tại thời điểm này chỉ là những người am hiểu, những người có kiến thức, những người có tầm nhìn, những người có tư duy, hay là những nhà tài phiệt, những nhà đầu tư lão luyện thì người ta mới dám đi mua thôi. Còn phần lớn đám đông bây giờ thì ai cũng sợ, nhà nhà người người đều sợ, nên không ai dám đi mua. Đấy chính mà là lý do này tại sao mà cái số lượng người nghèo luôn luôn đông hơn số lượng người giàu. Và cái lý do thứ hai đó là gì? Bây giờ chúng ta có thể thấy là rất nhiều chính sách của nhà nước dành cho thị trường bất động sản cũng giống như là gì cả, yêu cầu các ngân hàng thương mại và cổ phần vậy cho vay bất động sản, cũng như là giảm lãi suất tiết kiệm, giảm lãi suất điều hành và giảm lãi suất cho vay, cũng như là những cái chính sách và những cái yêu cầu để cho cái người vay hay là yêu cầu mà được giải ngân nó cũng dễ hơn trong thời gian vừa rồi. Ngoài ra này, chúng ta có thể thấy là gì, mới đây này thì có một thông tin, đó là có thể tới đây là khi chúng ta đi giao dịch mua bán bất động sản là chúng ta phải giao dịch qua ngân hàng, chúng ta phải giao dịch qua ngân hàng, và đặc biệt là gì, lớn hơn 400 triệu thì chắc chắn chúng ta phải giao dịch qua ngân hàng. Thì vậy thì thời gian tới mà khi anh em chúng ta đi mua bán bất động sản thì sẽ như thế nào? Nếu như chúng ta mua thì chúng ta phải giao dịch qua ngân hàng, và chúng ta mua bao nhiêu, chúng ta phải khai bao nhiêu. Như vậy là gì, cái nguồn tiền chúng ta ở đâu, chúng ta phải chứng minh được cái nguồn tiền nó ở đâu mà ra để chúng ta mua, cũng như là cái người mà bán thì người ta phải đóng chi phí và đóng về thuế phí như thế nào, cũng như là cái mục đích cái đồng tiền người ta và người ta lợi nhuận bao nhiêu. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy là gì, nếu như bây giờ mà áp dụng ngay cái luật đất đai hay là đánh thuế cao đối với người sở hữu bất động sản, bỏ khung giá đất thay thế bằng bảng giá đất, thì có phải tất cả những chi phí thuế phí cái thời gian này nó sẽ tăng lên không? Nhưng ngay cái thời điểm này là nhà nước chưa áp dụng những cái chính sách đó, chưa áp dụng những cái quy định đó, và cái thời hạn là từ nay đến khoảng, dự kiến là khoảng tháng 7 năm 2024, thì khoảng đâu đó chúng ta còn khoảng gần 10 tháng nữa. Nên đây chính là cái thời gian, đây chính là cái cơ hội của nhiều người mà chúng ta có thể đi mua, đi tìm, đi săn và để sở hữu được bất động sản. Và bạn cứ tưởng tượng đi, khi những chính sách nó ra đời, chính sách được áp dụng thì nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến giá cả như thế nào. Và cái thứ ba là gì? Qua năm 2024 là khi mà luật đất đai cũng như những chính sách được áp dụng giống như là định danh số nhà, định danh bất động sản, định danh chung cư, hay là đánh thuế cao đối với người sử dụng bất động sản thứ hai, hay là gì bỏ khu nhà đất thay thế bằng bảng giá đất, thì khi đó những chi phí và thuế phí chúng ta phải tăng lên không phải là gấp đôi mà nó có thể gấp 5 đến gấp 10 lần. Và bạn cứ tưởng tượng mà xem, nếu như mà khi mà những chi phí thuế phí nó tăng lên như thế thì nó có ảnh hưởng đến giá bán không, và ai sẽ là người phải trả cái tiền đó? Chắc chắn cái người đi mua là phải người trả cái tiền đó,
trả cái chi phí nữa, trả cái sự chênh lệch nữa. Mà nếu như cái người đầu tiên mua rồi chi phí lên, người ta bắt tiền lời, rồi người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, thì chúng ta nghĩ đi, cái giá cả bất động sản trong thời gian tới nó sẽ tăng hay giảm? Chắc chắn nó sẽ tăng, chứ làm sao mà nó giảm được? Bạn có thể tưởng tượng, bạn đi ra siêu thị hay bạn mua một mặt hàng nào đó, hay cái đơn giản nhất thôi, chứ trước đây bạn mua một tô phở là bao nhiêu? Có 1.000, 2.000, và bây giờ là bao nhiêu? 30.000, 50.000. Vậy là ai là người trả cái tiền đó? Cái người bán hàng, hay là cái người đi ăn, hay là cái người đi mua? Thì chắc chắn cái người đi mua là người phải trả những cái chi phí và trả những cái thuế phí. Đấy là chính là cái lý do là gì? Thời gian tới, và đặc biệt sau khoảng thời gian 2024 đó, thì cái giá cả bất động sản, những chi phí và thuế phí nó sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Những cái giấc mơ và cái căn nhà và cái ngôi nhà mơ ước đối với những người lao động có thu nhập thấp đó, có lẽ nó sẽ càng khó khăn hơn. Nên đây chính là cái thời điểm, đây chính là cái lý do mà tại sao chúng ta nên đi mua bất động sản. Cũng như trong thời gian này, chúng ta thấy nhà nước có rất nhiều chính sách hỗ trợ, giống như là nhà ở xã hội, có hàng triệu căn nhà ở xã hội dành cho những người có thu nhập thấp. Nhưng mà nhiều người thì lại không để ý cái thông tin này. Đây chính là cái cơ hội mà nếu chúng ta đi làm, chúng ta đi công nhân, chúng ta có lao động có thu nhập thấp, chúng ta chứng minh được thì chúng ta có quyền và chúng ta mua được những tài sản đó. Còn nếu như trong thời gian tới, các bạn cứ tưởng tượng giống như Hàn Quốc và một số nước, các bạn xem đi, bây giờ người ta có khả năng để người ta mua và sở hữu được nhà, được chung cư nữa hay không? Và cái thứ tư đó gì? Đó là các gói đầu tư công cũng như là nguồn vốn đầu tư FDI nước ngoài nó sẽ phát huy tác dụng vào khoảng giữa năm 2024 trở đi. Và bạn cứ tưởng tượng mà xem, mỗi khi mà đầu tư công nó hoàn thiện như thế, hay là các gói đầu tư ở các nước ngoài người ta bắt đầu đầu tư Việt Nam cái đoạn đầu tiên. Và thường thì một cái gói đầu tư như thế nó không phải là 1 năm 2 năm, mà nó có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm, hoặc thậm chí là lâu hơn như thế nữa. Mặc dù bây giờ có một số người cứ nói là kinh tế khủng hoảng, thất nghiệp, không công ăn việc làm thì làm gì có tiền. Đúng rồi, ngay tại cái thời điểm này thì làm sao mà có tiền được, trong khi các nước đang khó khăn, trong khi các công ty, các tập đoàn, các quốc gia đến đây mới có ký kết văn bản thôi, làm gì mà có cái chuyện người ta về, người ta mang tiền sang, người ta làm một ngay lập tức được. Tất cả nó đều phải có độ trễ và thời gian từ 6 đến 12 tháng. Đấy chính là lý do cái giai đoạn này đang khó khăn, và người người nhà nhà, phần lớn đám đông đều nhìn thấy điều đó. Nhưng tại sao có một số người người ta nhìn ra, đúng rồi, bạn đã có thời gian đầu tư, bạn có thời gian mà am hiểu, bạn có tư duy, bạn có tầm nhìn mà nhìn ra nó, thì bạn đầu tư thì bạn mới có lời được. Và cái thứ năm đó là gì? Quy hoạch 10 năm là từ năm 2021 đến năm 2030, và năm sau 2024 đó là đã là năm thứ 3 của cái giai đoạn quy hoạch 10 năm rồi. Nên là có rất nhiều công trình bắt đầu được triển khai, và khi các công trình triển khai thì bạn nghĩ cái đơn giản thôi, cái nhà các bạn, cái khu vực các bạn, xóm các bạn, cái làng các bạn trước đây ở là không có đường đi lại, hay là giống như là đường đất đi, mà bây giờ người ta làm đường bê tông, đường nhựa hay đường cao tốc hay các cao tốc, thì bạn sẽ nghĩ đi, cái tốc độ đi lại, tốc độ luân chuyển hàng hóa và tốc độ về tiền nó sẽ di chuyển nhanh, và cái khu vực đó bạn nghĩ đi, cái bất động sản nó có tăng giá được hay không, hay là nó vẫn như ngày xưa? Đấy chính là những lý do mà những cái mà chúng ta chưa nhìn ra được. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn ra được á, thì những đám đông nhìn ra được á, thì có một số người người ta đã đi thu, đi mua, đi gom rồi, nên mới có cái chuyện là lâu lâu mới chúng ta mới hay nghe nó cái câu chuyện là gì, bị thổi giá, bị đánh sóng. Không phải, mà bản thân chúng ta không biết được những cái thông tin đó, chúng ta không thấy điều đó, nên chúng ta mới bị người ta thổi giá, bị người ta lùa gà. Thứ sáu đó là cái gì? Đó là cái vị trí bất động sản đẹp nó sẽ không còn nữa, mà chỉ còn là những vị trí bất động sản là không có giá trị, hay những vị trí bất động sản xa xôi hẻo lánh, đường cùng ngõ hẻm, những vị trí bất động sản mà nhiều người có thể mua được, nhưng một số người có tiền thì người ta lại không bao giờ người ta mua những bất động sản đó. Không tin thì chúng ta cứ vào thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay một số thành phố lớn mà xem, những vị trí đắc địa, ngã ba, ngã tư, gần chợ hay những nơi có thể làm ăn kinh doanh buôn bán được thì có ai bán ra không? Không, người ta không bán ra, mà thậm chí người ta còn mua thêm những vị trí gần ở vị trí đó nữa. Và người ta không bán ra thì có nghĩa là gì? Những vị trí đẹp nó sẽ không còn nữa, chỉ có những ai mà mua trước. Và đặc biệt cái thời điểm này, nhiều người ta cần tiền, người ta khát tiền, có thể người ta phải bán ra thì chúng ta mới có cơ hội để chúng ta mua những cái tài sản đó, chứ không phải tại cái thời điểm mà kinh tế đi lên hay là bất động sản ấm sốt nóng mà chúng ta có thể mua được những cái bất động sản đó. Và cái thứ bảy đó là gì? Và bây giờ là nhà nước đã tham gia vào cái chuyện là điều tiết cái thị trường bất động sản, nên cái thời gian tới này sẽ không còn cái chuyện là lùa gà thổi giá hay đánh sóng bất động sản được nữa, cũng như là cái giá bất động sản có thể là thổi một cách lên trời. Nhiều người có thể nói là bây giờ bảo là cái giá bất động sản một số nơi bây giờ là giá của năm 2030, 2040, đúng rồi,
Bởi vì những có những nơi mà không có tiềm năng, không có tiện ích, không có công ăn việc làm, không có dân cư, xa xôi hẻo lánh, nhưng mà người ta vẫn bán những lô đất là 400 triệu, 500 triệu, 600 triệu. Nhưng mà sau khi có một số nhà đầu tư đến tìm hiểu lại, và thời gian này người ta đến, người ta phân tích và người ta mới nhìn ra, khi mà cái cảm xúc đi xuống thì người ta mới nhìn ra được cái giá này nó không phải là giá hiện tại nữa, mà nó giá của tương lai 20 năm sau, 30 năm sau. Mà khi chúng ta đi đầu tư mua bán bất động sản như thế thì kiểu gì mà chúng ta chẳng mất tiền. Nên người ta mới nói là gì, khi mà người người nhà nhà đi bán bất động sản, đi mua bất động sản, đi giao dịch bất động sản, đấy chính là cái thời cơ, chính là cái thời gian mà chúng ta bán ra thì cái lợi nhuận chúng ta nó sẽ nhiều hơn. Còn khi mà người người nhà nhà đang lo lắng, đang hoang mang, đang lo sợ như cái thời điểm này này, ai cũng bán ra thì người ta phải cắt lỗ và giảm giá bán được. Thì đấy chính là cái thời điểm mà chúng ta đi mua, chúng ta phải luôn luôn làm ngược lại đám đông thì chúng ta mới kiếm được tiền nhiều hơn. Nên người ta mới có cái câu sống tiền là gì, hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Đấy chính là lý do tại sao những người giàu, những người có nhiều tiền, nhiều bất động sản, người ta không cần làm nhiều, người ta chỉ cần làm một vài năm thôi, những cái tài sản của người ta nó x5 x10, thậm chí là x100 lần trong một thời gian ngắn. Ví dụ một cái ví dụ đơn giản là cách đây 2 năm về trước người ta bán một lô đất đi, thì bây giờ người ta có thể mua được 2 lô đất, bởi vì cái giá là giảm giá 50%. Và sau khi người ta mua xong, người ta đợi 1 đến 2 năm nữa thôi, thì cái 52 lô đất 50% này nó trở lại trạng thái ban đầu. Có phải lúc đó người ta từ một lô đất mà người ta thành được 4 lô đất? Nên người ta không cần phải làm nhiều đâu. Một cái câu chuyện là gì, trâu đi cày cả năm cả đời thì trâu không có được một mảnh đất của trâu. Giống như người đi làm thuê hay làm công cả năm cả đời cũng thế, khi về già cái công ty đó là có chủ công ty, có chủ nhà, chứ không bao giờ là của chúng ta nữa. Nên là thay vì là gì, chúng ta đi theo đám đông, chúng ta phải hoảng loạn, lo lắng, thì chúng ta hãy trang bị cho mình những kiến thức để chúng ta biết được là cái thời điểm nào là chúng ta nên mua bất động sản để chúng ta trở nên giàu có hơn. Và theo quan điểm của mình, cái giai đoạn bất động sản bắt đầu đi lên là bắt đầu vào năm 2024, và nó sẽ đạt đỉnh vào giai đoạn là 2030 đến 2031, và sau đó thì bắt đầu đi xuống. Ở thị trường bất động sản Việt Nam thì có thể đạt đỉnh khoảng 2 chu kỳ nữa. Nhiều người cứ nói này nói kia, nhưng mà Việt Nam chúng ta mới là đất nước đang phát triển chứ không phải đất nước đã phát triển. Nên một nhiều bạn cứ so sánh với Mỹ, rồi Nhật, với Hàn, một số nước khác, nhưng chúng ta có giống họ hay không, hay chúng ta đã đạt được cái đỉnh hoại chưa, thì anh em hãy comment xuống cái video này để chúng ta cùng thảo luận, cũng như đưa ra góc nhìn và quan điểm, và bất động sản ở đâu là cái bất động sản sẽ lợi nhuận cao nhất ở Việt Nam trong thời gian tới.